Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Đức Tổ Trong video buổi sáng ngày hôm nay thì Túc chia sẻ với mọi người cái dự án mê phải quay cùng nhau chúng ta đi săn cái vật mã ngày hôm nay. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày 13 tháng 7. Nếu mà anh em xem được cái video này thì anh em vào làm ngay đi. Vì cái dự án này thì uh, mình cũng chưa rõ đâu thì một ngày nó không biết là nó ra bao nhiêu cái mã anh. sợ lúc thì sáng lúc thì trưa lúc thì chiều tối nhưng mà trong thời điểm hiện tại mình đang làm, video tức là bây giờ là 9 giờ nha anh em nha ngày 13 tháng 7 thì là cái mã mật mã ngày hôm nay đấy và đối với những người mới chưa tham gia kèo này thì anh em nhanh chóng tham gia ở video này thì mình update anh em hai cái quả kèo cũng là cùng nhau đi săn hai quả kèo thứ nhất là meme phải coi và à, tham farm anh em nhá được chưa? À, chúng ta nhận coi miễn phí thôi à, săn cái vật mã biển hàng ngày đấy Ok thì đối với con meme coin này thì anh em chưa tham gia thì nhanh chóng tham gia nhé Cái đường link ở phần mô tả để anh em tham gia. Thì à kèo meme coin ngày hôm nay thì chúng ta thì nhận được 500 đấy anh em nhé 500.000 coin thôi. Ok thì bây giờ thì uh, uh, chúng ta sẽ đối với những người mới chúng ta chia cái màn hình của anh em, combat của anh em ra thành 4 phần theo thứ tự hàng dọc 1 2 3 4 đúng không ạ? Đầu, uh, người, đùi và chân chia được 4 phần theo thứ tự dọc anh em nhé Ok và cái mật mã ngày hôm nay ngày uh, 13 tháng 7 tức là bây giờ là 9 giờ sáng nha anh em nhé là 3 à, sorry anh em là 2 3 1 4 anh em nhé và bây giờ mình sẽ thực chiến luôn này 2 3 1 4 này Ok chúng ta chờ một lúc xem là nhận bao nhiêu Ok nhận thì nhận 500 nữa, anh em nhé khá là ít đòi nhưng mà đồng nghĩa với cái ít đòi thì cái mật mã lại là đơn giản đi kích vào con bay cho mình này OK, sau đó thì chúng ta kích vào phần là uh, phần trên này để chúng ta làm cái nhiệm vụ chúng ta nhận thêm 500 000 uh, nghìn cái đồng uh, MetaFi coin này kích vào cho mình này. rồi sau đó nó có hai cái nhiệm vụ chính này, chúng ta làm uh, gọi là kích vào phần Bot này. rồi cứ chúng lại kích hủy này xem có được không? mình không làm nhưng mà có được không? check stack này, yes, Ồ oh, vẫn oh, vẫn được anh em ạ. Uh, kích vào phần follow tiếp này. nói chung là mình không làm ấy nhưng mà thử xem nó có được không ấy. Oh, cái phần cao xuống cái phần trích sẽ tích này giết này ok vẫn được nha vậy chúng ta nhận thêm một triệu à thêm 500 nghìn nữa là cái đồng máy phải coi nha còn nhiệm vụ này thì anh em cũng làm như thế nha dạ nhiệm vụ này thì chúng ta nhận được là 200 nghìn cái đồng máy phải coi nha ok bây giờ thì chúng ta sẽ quay sang cái uh, tham farm anh em nhỉ